Mỹ là quốc gia có truyền thống sử dụng ưu thế về hỏa lực để tạo lợi thế và chế áp đối thủ, nên không quá ngạc nhiên khi quân đội quốc gia cờ sao cũng sở hữu dòng đạn pháo dẫn đường chính xác cao với nhiều tính năng mạnh mẽ và hiệu quả. Đạn pháo dẫn đường thông minh Excalibur cũng chính là loại vũ khí như vậy. Excalibur được biết tới là dòng đạn pháo 155mm do hãng chế tạo Raytheon phát triển. Nó sử dụng phương thức dẫn đường kết hợp quán tính và vệ tinh để đạt được độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian và thời tiết. Ngay khi rời nòng, đạn sẽ bung cánh lái đầu đạn tới trúng mục tiêu. Việc sử dụng đạn pháo thông minh Excalibur giúp tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt bắn đầu tiên mà lại giảm thiểu tổn thất cho các vị trí xung quanh. Tầm bắn của loại đạn thông minh này đạt tới 50km trên phiên bản Excalibur Block 1B. Đạn pháo Excalibur phù hợp sử dụng trên mọi đơn vị pháo binh cỡ 155mm chuẩn NATO. Hiện tại, lục quân Mỹ đã sử dụng rộng rãi đạn pháo Excalibur ở trên nhiều chiến trường khác nhau và tính năng của nó có ưu thế đáng kể so với các dòng đạn pháo truyền thống. Thực tế chiến trường chứng minh, mỗi viên đạn Excalibur có thể thay thế cho 10-50 đạn pháo 155mm thông thường để đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ khoảng 4m. Dù có tính năng chiến đấu tốt, nhưng giá thành chính là rào cản khiến Excalibur khó có thể trang bị đại trà cho pháo binh. Giá thành của quả đạn vào khoảng 50.000-70.000 USD, nên nó chỉ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị chiến thuật cao trên chiến trường. Hiện tại, đạn pháo thông minh Excalibur đang nằm trong biên chế quân đội Australia, Canada, Thụy Điển, Mỹ và Hà Lan. Trong tương lai, đạn pháo Excalibur vẫn tiếp tục được nâng cấp để mở rộng khả năng chiến đấu và tầm bắn.